Đối với bài 3, chúng ta tính về chu vi, về diện tích của hình tròn. Như vậy hình tròn nó sẽ liên quan đến công thức chu vi là đường kính nhân pi và diện tích là bình phương bán kính nhân pi. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái số pi là cái số mà cố định là 3.14. Như vậy lúc này bài toán số 3 chúng ta sẽ phát sinh một nhu cầu nữa là tạo một cái hằng số, đó là cái mà phát sinh đối với bài 3. Chúng ta có input là nhập vào bán kính của đường tròn. Như vậy thì cái biến mà lưu bán kính thì chúng ta lấy cái biến có tên là R để cho nó dễ nhớ. Rồi và chúng ta hiển thị chu vi và diện tích của hình tròn. Rồi chúng ta sẽ chọn New Project C. Chỗ này là lab 2, bài 3. Copy. Ok. Rồi chúng ta sẽ tạo ra một cái thư mục mới. Lab 2, bài 3. Rồi, save. Ctrl S. Ctrl V luôn, đáp 2 bài 3. Vậy chúng ta lúc nào cũng làm cho nó đúng cái yêu cầu. Và chúng ta sẽ khai báo một cái hằng. Khai báo một cái hằng và 3.14 thì nó có kiểu là số thực. V bằng 3.14. Đó là chúng ta khai báo một cái hằng với cái từ khóa là constant, hằng số kiểu số thực. Rồi chúng ta khai báo một cái biến R, chúng ta ghi hoa đi. R cái này là bán kính. Bây giờ chúng ta sẽ xuất ra một câu để nhập vào bán kính. Đó, bây giờ quen rồi đúng không nào? Scanf. Bán kính thì nó sẽ là phần trăm gì nào? Phần trăm F phẩy và R. Rồi chúng ta đã nhập được bán kính. Và bây giờ chúng ta quen rồi thì chúng ta không cần phải xuất để chúng ta xem nữa đúng không? Chúng ta đã đến bài 3 rồi. Ở chỗ này chúng ta sẽ xuất ra chu vi luôn. Chu vi hình tròn 2 chấm phần trăm gì nào? Phần trăm F. Chu vi được tính làm sao? Đường kính R nhân cho 2 và nhân cho pi. Đó, đơn giản là như thế thôi. Print F diện tích hình tròn phần trăm F phẩy bình phương bán kính nhân pi. Như vậy chúng ta sẽ có rất là nhiều cách để chúng ta tính bình phương, ví dụ như là dùng hàm hoặc là chúng ta dùng R nhân R nếu các bạn không biết hàm để tính bình phương nhân cho pi. Đó, R nhân R tức là bình phương. Được chưa nào? Đó là bình phương bán kính nhân pi và chúng ta đã có được. Và chắc chắn chỗ này thì nó sẽ dính liền nè. Ở đây ghi xong là ghi tiếp diện tích cho nên là chúng ta nên xiết N ở đây. Và dưới này cũng xiết N. Đó, vậy thì nó sẽ tự động nó xuống dòng và chúng ta sẽ rất là nhìn thấy rất là đẹp. Vậy, ví dụ chúng ta cho bán kính là 5. Đó. Thì chu vi hình tròn đường kính là 10, 10 nhân 3.14 thì nó sẽ ra 31.4. Còn diện tích là 5 nhân 5 25, 25 nhân cho 3.14 nó ra 78.5. Như vậy rất là đơn giản đúng không nào? Bài số 3 thì chúng ta thêm phần constant để mà tạo được cái
hằng số pi, và chúng ta sẽ sử dụng cái pi đó để mà sử dụng ở dưới này. Chúc các bạn học được cái cách lập trình một cách tốt nhất và biến cái đoạn code của thầy thành cái đoạn code của các bạn, chứ đừng có code lại nhé. Làm sao đó mà đến khi các bạn code bắt đầu từ đây đó, bắt đầu từ đây mà các bạn có thể code được là tốt, chứ không 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 nên là copy nguyên si cái code của thầy rồi gõ lại từng từng chữ một vào cái đoạn code của các bạn thì nó sẽ không hay. Cảm ơn các bạn.